Chào mọi người nha. Hôm nay mình lên được cái mái nhà của mình rồi. Thì mình lên đây mình kiểm tra pin rồi sẵn mình lao pin luôn nha. Thì ba tấm pin ở dưới này là tấm mono 100W là ba tấm nè. Và tấm trên kia cũng là mono 100W nữa. Thì ba tấm dưới này mình đấu song song để mình vào con quà lưới 1000 của mình nha. Còn cái tấm ở trên là mình đấu riêng để mình sạc cho cái ắc quy 12V 90A của mình. Thì hiện tại là 3-4 tấm pin của mình này nó vẫn còn rất mới nha, 2 năm rồi nha. Thì chỉ có cái tấm ở bên này là nó bị một cái đốm vàng ở đây thôi. Đây nó bị một cái đốm vàng ở đây thôi. Còn lại thì nó rất là mới nè. Mọi người xem ha, trên bề mặt pin. Thì pin này cách đây cũng mình sử dụng cũng 2 năm rồi. Nó là cái công nghệ 5W3 thôi. Và tấm mono 100W hiệu Solar Fancy nha. Đây của mình là 4 tấm. Thì mình nhắc lại là 3 tấm ở dưới này là mình đấu song song để mình vào con quà lưới 1000W của mình. Còn tấm trên là mình sạc cho cái bộ ắc quy 12V 90A của mình. Ở phía bên đó thì cái tấm pin mono 50W nữa. Thì mình đấu song song với cái tấm 100W ở phía trên lúc nãy á. Thì mình xuống được là 150W. Mình sạc cho cái bộ pin một bộ ắc quy 12V 90A của mình. Rồi, ở bên đây là có một cái tấm pin mặt trời nhỏ 12V 5W. Là mình để mình xài cho cái đèn năng lượng mặt trời của mình ở phía dưới. Thì chút xíu mình xuống dưới nhà mình sẽ quay cho các bạn coi từng cái thành phần của nó nha. Là cái đèn năng lượng mặt trời nhỏ của mình. Thì mình dùng cái tấm pin 12V 5W lúc nãy các bạn thấy ở phía trên đó. Là cái tấm pin đó là mình hạ áp nó xuống còn 5V để mình sạc cho cái bình cho cái đèn này. Thì cái đèn này là ở trước sân của mình. Đây là cái máy phát điện năng lượng mặt trời. Mình dùng bằng ắc quy Yamato 3 bình mình ghép lại 12V 90A. Thì mình sử dụng một tấm pin năng lượng mặt trời 100W và tấm 50W lúc này các bạn thấy đó. Ghép song song lại là được 150W ha. Mình đưa vào trong cái máy này để mình sạc. Thì bây giờ mình kiểm tra dòng. Hiện tại ắc quy mình đang đầy đây nè. Mình kiểm tra dòng coi nó đang nạp xuống bao nhiêu. Dòng nạp hiện tại là 5.7 nha. 5.7 A. Bên trên này thì có quà lưới 1000. Là mình dùng 3 tấm pin 100W, mình đấu song song lại là 300W đó, mình đi xuống nè. Thì giờ này nó hòa lưới được 175W. Giờ này hòa lưới được 175W nha. Và hiện tại thì giờ này khoảng 3 giờ chiều. Đây là con hòa lưới có dãy điện áp là 10.8 đến 30V DC. Thì mình đấu song song 3 tấm 100W á là được 300W nè. Này thì cái hệ độc lập của mình 12V 90A. Thì mình dùng cho các cái thiết bị điện 12V như là mình hiện tại mình đang dùng ở nhà mình là 4 cái bóng đèn 1m, 12V 1m và 3 cái quạt. 3 cái quạt thì những cái thiết bị đó là mình xài cái bộ này nè, ban ngày mình nạp. Mình vừa nạp và vừa xài hai cái quạt. Và ban đêm thì mình dùng 4 cái bóng đèn và 3 cái quạt. Thì mình dùng cả đêm là nó không hết cái bộ này nha. Còn ban ngày thì mình hòa lưới với con này 300W pin để mình bù vào trong cái lưới điện của mình. Mình tải những cái thiết bị điện có công suất lớn hơn ha. Đó thì hệ thống trong gia đình mình có bao nhiêu đó nè, các bạn tham khảo ha. Chi phí nó cũng rất là rẻ.